quân đội Ukraine công bố video cho thấy cách Nga ngụy trang một hệ thống súng cối trên tiền tuyến mặt trận phía đông. Dịch vụ báo chí của tiểu đoàn Azov thuộc quân đội Ukraine ngày 15 tháng 11 đăng đoạn video cho thấy Nga đang sử dụng chiến thuật khá khác biệt để ngụy trang tổ hợp súng cối trong một khu rừng gần Kremlin, chiến trường Donbas. Theo đó, UAV trinh sát của Ukraine đã phát hiện ra vị trí khá đặc biệt của một đội vận hành súng cối thuộc lực lượng Nga. Để ngụy trang cho khẩu súng cối 120mm, binh sĩ Nga đã sử dụng một chiến hào có cửa đóng mở được. Khi khai hỏa, các quân nhân Nga mở hai cánh cửa ra để tấn công vào vị trí của Ukraine. Ngay sau đó, họ đóng cánh cửa lại nhằm che giấu vị trí khỏi trinh sát Ukraine. Với kịch bản tập kích hỏa lực ngắt quãng với khoảng thời gian dài, chiến thuật này cho phép các binh sĩ ở yên một chỗ, che giấu hiệu quả vị trí khai hỏa, ngay cả khi đối phương đang tác chiến phản pháo. Ngoài ra, địa hình chiến trường trong rừng ở Kremlin phù hợp với cách ngụy trang vũ khí, khí tải như vậy. Trong video nói trên, phía Ukraine tuyên bố đã phát hiện ra vị trí của súng cối Nga và truyền thông tin về cho pháo khai hỏa vào để phá hủy vũ khí này. Ngoài ra, truyền thông Ukraine nói rằng quân đội nước này dường như cũng bắt đầu áp dụng chiến thuật ngụy trang tương tự như Nga. Họ cũng đào hào, đặt súng cối phía dưới và dùng hai cánh cửa gỗ để che đi vị trí sau khi khai hỏa xong. Ngoài khả năng ngụy trang vũ khí, phương pháp này còn khá hiệu quả vì nó có thể bảo vệ binh sĩ, khí tài khỏi mối đe dọa của máy bay không người lái. Góc nhìn thứ nhất, vũ khí đang khiến cả hai bên hứng chịu hàng loạt tổn thất trong thời gian qua. Theo Dân Trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.